Rồi, hôm nay cùng vào thăm mộ chó con ngày hôm nay xem quân số có thay đổi gì không. À, như vậy là chỉ có 4 con, quân số không thay đổi gì. Đây nha, là mọi người nha, là chủ không cần phải chăm gì đâu. Chó mẹ nó tự chăm cho con đấy, không quan tâm gì luôn. Tóm lại là cho chúng nó một cái chỗ ở sạch sẽ để nó tiện nó chăm con này. Và cho ăn cho uống và dọn dẹp thôi. Đây, để mọi người nhìn xem cái con chó con ngày hôm nay. Đó, mọi người nhìn, mọi người đã thấy cái màu của nó rất là trắng nhá. Còn cho con đấy, khi nó khô lông đấy, cái màu của con chó mẹ vốn dĩ nó cũng như vậy. Nhưng mà đây là lâu quá rồi không tắm, và nó do mưa và nó lại bị dính cái nước, gọi là nước bùn, theo cái kiểu như vậy. Chứ còn bình thường mà chúng nó ra chúng nó dầm mưa thì lông chúng nó lại trắng, chứ lông nó lại không 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 màu ngà ngà như thế này đâu, nhưng do nó dầm nước bẩn. Đây, mọi người nhìn cho con hôm nay này. Cho mẹ tự chăm con mà cho con nó ngủ ngon lành luôn. Tức là gì? Tức là nó no. Chăm con chó ta này thì những ngày đầu thì chưa gì lắm, nhưng mà mình vẫn cứ bổ sung cái cho chúng nó cái đây này, con mẹ nó vẫn đang nóng trong đây, vẫn đang gãi tai, lại phải chuẩn bị, lại phải cho ly vào để tóc rồi, không nó cứ gãi như này sứt tai ra đấy, chảy máu đấy. Mình vẫn bổ sung cho chúng nó hàng ngày, là bổ sung cho chúng nó chibi, là vẫn bổ sung hàng ngày, nên cho con chó con nó rất là mập. Nó đẻ ra, nó mới đẻ, đây là ngày thứ hai, con chó con nó rất là to. Con chó mẹ thì nó không bị mệt, và sữa nó cũng nhiều, nhưng mà với cái sữa thì phải bổ sung thêm cho nó cả cái Semil nữa. Cái Semil là cái chuyên về sữa, vừa tăng chất lượng số lượng sữa mà nó vừa là nó phòng cái đề phòng con chó nó bị viêm nhiễm, viêm vú, bị hỏng sữa ấy. Đó. Đây, người xem cho con này. Nhiều thế. Chó mẹ chăm con. Đây, cho con là nó trắng muốt như thế này. Như bốn con này là hai con đực và hai con cái. Chó mẹ rất là xinh luôn. Đây là cái con trưởng thành đấy. Trưởng thành nó sẽ như thế này, nhưng lông nó sẽ trắng nhé mọi người nhé. Để cho con nó hơi lớn lớn hơn một tí. Rồi mình sẽ tắm cho con mẹ. Tắm cho con mẹ để cho nó đúng cái màu lông của nó. Chứ như hiện tại bây giờ là cái màu lông của nó đang màu màu này là màu nước lòng. Ok, để mọi người xem cái độ thuần chủ của con chó thì mình sẽ vào trong chuồng. Vào trong chuồng xem cho con. Ok. Hơi gãi tai vừa thôi nhá. Cái gãi tai là lại sứt tai rồi đấy. Đây này, lại sứt bên trên rồi đây này. Rồi, tí nữa ăn phải cho cái thải độc gan thôi. Nóng, đây là bị nóng gan rồi. Nó cũng do nó đẻ nữa, nhưng mà như thế này là nó bị nóng gan đây, con chó con này. Ý, trắng muốt luôn. Hai thằng này to hơn chắc hai thằng đực, đúng rồi. Hôm nay là cũng rốn là rụng rồi. Em yên, không ổn. Đang tỉnh đấy. Ý, được đây. Ok, vào nằm với mẹ ạ. Nóng cho nên là chúng nó nằm ra bên ngoài đấy. À, đây cái vừa cái mà to thế. Cái to như đực. Đây, một đực một cái đấy, trắng muốt luôn. Hai đứa này. Đây thằng này đực, thằng kia nhìn thấy cái kia rồi. Đây đực đây. Cũng rốn này, cũng rốn, con mẹ nó cắn sát. Ê, ok. Ngủ ngon lành luôn. Này. Cho con này xinh luôn. Tuyệt vời luôn, yên đấy, em yên đấy. Để cho nó lên tivi tí. Trời ơi, yên đấy. Ý. Cho con này, ok. Để cho sát vào nhá, cho sát cái máy quay vào. Sát cái máy quay vào để ngắm cho con. Đây. Đây. Ngắm cho con này, chứ muốn ngắm cho con kỹ thì lại không ngắm được cho mẹ. Đây. Ý, xinh chưa? Tuyệt vời luôn. Rồi, ok. Tuyệt vời luôn. Đó, con chó ta nó thế nhưng mà nó rất là thuần thuần chủ nhá, nó thuần chủ tuyệt đối. Đây. Vì sao? Vì nếu mà nó mà không thuần chủ tuyệt đối ấy, là
khi mà chủ vào nó, khi người vào mà nó đang chăm con lúc nó mới đẻ, hay là kể cả như hôm qua lúc nó đẻ cũng thế, là nó có thể nó không hầm hè nhưng nó có một cái độ đề phòng. Nhìn mọi người nhìn cái ánh mắt và cái thái độ của nó ấy, nó có một cái độ phòng bị. Còn bình thường ấy, nếu con chó mà nó không thuần chủ, nó chỉ quay ngang hàng ấy, là khi nó đẻ không có ai vào được đâu. Tức là lúc ấy là cái lúc mà nó sẽ cạnh tranh, tức là nó quay nó với chủ là ngang hàng mà. Thế thì những cái lúc như thế là nó sẽ chiếm lĩnh cái lãnh thổ của nó không cho mình vào. Đây thì chúng nó biết là chúng nó thuần chủ là tuyệt đối luôn, chứ không có bất kỳ một cái, nó không có cái kiểu ngang hàng mà nó là thuần tuyệt đối. Như thế này thì lại tối quá nhỉ. Rồi, để ở chế độ 1:1 đi. Ý, xinh quá. Nhưng mà lại phải cho xa xa ra, gần thì lại nhìn được con không nhìn được mẹ. Ok, ui sợ xinh. Như vậy là chốt là quân số là không có tăng, giữ nguyên 4 con, một mẹ và 4 con. Và bên kia là một mẹ và 2 con. Đây là một mẹ và 4 con này. Đây, để sang bên kia một tí nha. Đây mọi người thấy đó. À, chăm cái bọn chó như bọn chó ta này thì hay là con chó đẻ nói chung thì mình khuyên mọi người đấy là để cho con chó con nó khỏe được như này. Một đấy là khi đẻ ra con chó con nó rất là to. Con chó mẹ thì như mọi người lúc video trước là quay đúng cái lúc mà nó đẻ, nó còn đang cắn rốn cho con nó, thì mọi người sẽ thấy là con chó mẹ nó đẻ nhưng mà nó không bị mệt. Thì cái bí quyết là mọi người sẽ bổ sung cái bột chibi powder cho chúng nó, bột khoáng dinh dưỡng cao cấp chibi powder. Nó có một cái sản phẩm hàng nhái, nó gần giống như thế. Thì mọi người nhớ là mua dùng cho nó đúng cái loại, chọn cho đúng loại là chibi powder của Việt Đức. Đó. Thì cái con chó mẹ nó vừa khỏe, con chó con, tức là khi với chó bầu, còn với chó không bầu thì nó tốt. Con chó nó sẽ tiêu hóa tốt và cái lông của nó đủ lông nó bóng. Với con lông dài thì lông nó đủ lông nó xù. Zora không ồn. Còn khi mà với con chó bầu ấy thì con chó con nó rất là bụ và con chó mẹ thì nó khỏe. Đó, đây là thực tế để cho mọi người xem. Như vậy là quân số của cái đàn này như vậy là vẫn giữ nguyên là 4 con, không có tăng. Hôm qua vì là lúc đấy là nó đang đẻ, thành ra là không biết là nó có còn thêm con nào không. Vì bụng con mẹ này nó bầu bụng rất là to, áng chừng như bình thường như thế nó sẽ đẻ 5 con, 6 con. Nhưng mà vì con chó con nó rất là to, con chó con nó đẻ ra to vậy, thì nó khi nó đẻ 4 con rồi mình cũng không biết là nó có còn hay không. Nhưng mà đến hôm nay là khẳng định là như vậy là có 4 con là xong rồi, đẻ xong rồi. Đây là 4 con này là hai được 2 cái nhá. Cho mọi người xem cái em ở đấy chăm con nhá. Ở đấy chăm con, ngoan. Ok. Rồi, ở đấy chăm con nhá. Để sang bên kia để thăm hai cái con kia. Bên kia thì nó đẻ được có 2 con rồi. Bên này thì tối quá. Nè. Tắt cái đèn đi vì chúng nó nóng. Đây, hai con chúng nó nằm đây. Ok, bật cái flash này. Nào, sao hai đứa này nó lại cứ thích nằm ra bên ngoài ấy nhỉ? Đây, hai con ở bên này đây. Hai con bên này nó chênh một ngày thôi nhưng mà mọi người nhìn cái lông nó dài hơn này. Ok, em nằm xuống đây đi. Để cho con nó nằm xích ra. Nằm xuống. Nằm xuống chỗ này. Đây, cho nó nằm ra. Úi xưa. Sao người nó xước cái này, mẹ gặm à? Rồi ơi mẹ ơi, là mẹ tha con đi đâu, xứt cả người con ra rồi, xứt này là xứt mẹ nhằn mẹ bế lên lâu quá rồi, xứt ở hai bên người này, thế định tha con đi đâu? Ý. Ở yên ở trong chuồng này còn định tha nó đi đâu? Rồi ôi, không bê nữa nhá, không vác nữa nhá, nó ngậm ở trên miệng ấy. Nhưng mà nó ngậm ở trên miệng, nó theo kiểu nó ngậm lâu quá là nó xước người con chó con ra. Nó đòi ra ngoài nằm, nhưng không cho nó ra ngoài, bắt nó phải nằm ở trong chuồng. Vì nó ra ngoài, nó nằm nền ở bên ngoài là sợ là nó bẩn.
nó hôm qua thấy nó gặm gặm con chó con rồi một tí là thấy yên, là nghĩ là nó cũng yên ổn nó nằm thôi. Nhưng như thế này là nó gặm quá lâu mà nó gặm cả hai con. Vì con này là lúc đẻ ấy, là nó đẻ bên ngoài chứ nó không vào chuồng nó đẻ. Kìa tì vào con rồi. Nó không đè vào đâu nhưng mà con chó con là nó định chui vào đấy để nó tìm tìm ti. Tìm nhầm chỗ. Đây, bên này bụng đang lo căng này, tìm ti cái gì. Ti cái gì mà ti đây, bụng nó đang lo căng này, chân nó còn đang chõy đây. Nó không đi được kìa. Với con chó con thì ở cái tầm này là sữa của con mẹ nó, bên này thì là hai con đực. Sữa của con mẹ thì đợt này cái sữa mới đấy, còn mẹ nó liếm đúng cái vị trí vết thương này. Một là cái nước bọt của con chó nó có cái khả năng diệt khuẩn. Hai nữa là sữa của con mẹ là nó có rất nhiều những cái chất để mà nó gọi là theo cái kiểu phòng bệnh với cái sữa non này. Nên là hai cái con chó con này nó có những cái vết sứt ở ngực là do mẹ nó gặm nó tha. Mà chắc là nó gặm lâu quá thì cũng không đáng lo cái vết đấy. Thôi đừng tha con đấy nhá. Ai tha con đấy, sứt hết người nó ra rồi đấy. Anh không nghĩ là mà một tí rồi nó yên, anh tưởng là ok vui vẻ rồi chứ này. Lại gặm nó, người nó xước cả ra thế. Đây này, nhìn thế này. Nhìn xem này. Ai lại gặm người nó xứt cả người ra này. Mà xứt hai bên. Định tha nó đi đâu? Nằm ở trong này cho nó sạch. Ra ngoài á. Ra ngoài nằm ở ngoài nền á. Không được. Nằm ngoài nền mưa gió là sao? Mà tha gì mà tha cả hai con. Nó thích nằm ra bên này. Thôi nhá, không tha nó nữa đâu nhá. Để cái vết sứt cho nó lành đi. Nếu mà như thế này là hai con này nó có vết sứt này thì khả năng là về sau cái độ to cũng không có chênh với lại bốn con kia đâu. Nó có cái vết sứt đấy là những cái vết thương nhỏ thôi, nhưng mà những cái vết thương đấy thì nó cũng sẽ làm cho con chó khi mà nó có vết sứt đấy thì nó sẽ có một cái độ hơi sốt nhẹ. Nó làm cho con chó nó bị chậm lớn lại. Khả năng này chắc là sẽ không to nhanh hơn là bốn con kia đâu. Chăm cho khéo nhá, đừng để có hai đứa mà lại chậm lớn hơn nó chăm bốn đứa nhá. Và để yên nó ở trong chuồng thôi. Nó nằm ở trong này mỹ mãn này còn gì. Anh để cửa tự do nhé. Hôm nay để cửa tự do nhé. Có hai con bốn cái ti mà còn ý kiến gì. Hai con mà tận bốn cái ti. Sáu cái ti. Muốn ti ti nào thì ti. Mở lên cho sáng thì mới quay được. Ok. Không tha con đi nữa nha. Nhớ nha, để mai sẽ kiểm tra xem là mai nó còn tha con nó đi không. Nếu nó tha con nó sẽ có vết sứt mới, còn nếu mà không thì mai cái vết này nó sẽ lành. Đây này. Đây, để quay thật là gần cho mọi người nhìn cái vết sứt của con chó con. Con chó con nó có vết sứt ở hai bên ngực này, mọi người nhìn nào. À, hai bên này. Sao mà nó gặm cái kiểu gì? Răng mẹ sắc quá vậy. Nè. Răng mẹ sắc như này mà mẹ sắc, tại sao mẹ lại gặm cái kiểu gì? Nè. Gặm để tha cho nó đi thì người ta gặm nhẹ thôi chứ. Mà lại còn gặm cả hai con đấy chứ. Rồi. Hai con đều có vết hai bên. Gặm ngang, con to quá. Rồi. Chỉnh lại đấy. Mỗi con một ti. Mẹ 6 ti. Thoải mái, muốn ti ti nào thì ti. Đây. Còn đây nữa. Đấy, có ti ti đấy không? Nhá, không tha con đi nữa. Này là khả năng là muốn tha con trèo ra ngoài. Hôm nay để tự do nhá. Để xem là mai mai nó có tha con nó ra ngoài không. Ok. Như vậy là chốt quân số là hai đàn là 6 con. Có một cái phát sinh nhỏ là
Bên này một mẹ chăm hai con nhưng mà muốn tha con ra ngoài, không muốn nằm ở trong chuồng. Hôm nay là sẽ để chuồng tự do, để chuồng mở. Còn con ở bên kia là để mở tự do đấy, nhưng con bên này là vì là nó đẻ ở bên ngoài, thế là nó muốn tha nó bên ngoài, thành ra là phải lúc mà mình ở đây ấy, thì là mình mở cửa thoải mái thôi. Còn lúc mà mình không ở đây là mình cho chúng nó vào trong chuồng. Đấy, ồn ào quá. Ồn ào quá, đi đầy mấy ti đấy. Chê hả? Đấy. Đi toàn. Đây, ti ti này cho nó nhiều sữa. Nhiều chưa? Đấy. Nó tìm đúng ti của nó. Đúng ti của nó cái ti. Đấy thì còn đòi hỏi gì nữa. Bọn này thì 6 con thì lông nó đều trắng muốt. Lông đều trắng muốt thôi. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Ngày mai sẽ quay video cập nhật chúng nó để xem nào có, hai con chó con này cái vết sứt kia nó có lành không. Chó con thì nó lành nhanh lắm. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.